Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì và kết luận cuộc họp về công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông. Bộ Giao thông Vận tải với vai trò chủ đầu tư dự án chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất phương án kế hoạch tổ chức bàn giao, khánh thành dự án này. Thông tin từ đại diện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, do việc chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng đến nay và hiện vẫn còn tồn tại chậm xử lý đối với nhà 23 Quốc Tử Giám và phê duyệt chính sách đền bù, hỗ trợ tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến hầm nên nhà thầu HGU đã gửi 3 khiếu nại yêu cầu Ban Quản lý Dự án bồi thường với tổng chi phí là 114,7 triệu đô la Mỹ. Đồng thời đề nghị chấp thuận thanh toán nếu không, sẽ không thể tiếp tục thực hiện công việc và sẽ tiến hành các thủ tục khiếu nại lên trọng tài quốc tế. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì vốn FDI đăng ký mới từ đầu năm đến nay đạt trên 13 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện có 97 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư là 7,51 tỷ đô la Mỹ, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 12,74 tỷ đô la Mỹ, chiếm 53,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngày 28 tháng 10, thì Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ đã công bố khoản ngân sách 860.000 đô la Mỹ để tài trợ cho 3 dự án điện gió và điện sóng biển mới tại Việt Nam. Dự án thứ nhất mà USS hỗ trợ là các nhà máy điện gió trên bờ với công suất là 350 MW tại Gia Lai. Dự án thứ hai là dự án thử nghiệm công nghệ điện gió biển ngoài lưới trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Dự án thứ ba được USS hỗ trợ là nhà máy điện gió ngoài khơi của tập đoàn Bamboo Capital tại Cà Mau với công suất là 300 MW và Trà Vinh công suất là 200 MW. Khoản ngân sách 860.000 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ giảm cho các chi phí giao dịch và rủi ro cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam thì ngân sách tài trợ sẽ được cung cấp thông qua dự án Invest, một sáng kiến toàn cầu của USS. Mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, vận tải hành khách lũy kế tháng 10 ước đạt 120,6 triệu lượt khách, giảm 58,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đầu năm ước đạt 2.141 triệu lượt khách, giảm 27,1% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, vận tải hàng hóa tháng 10 ước đạt 135,4 triệu tấn, giảm 18,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng ước đạt 1.335 triệu tấn, giảm 6,7% so với cùng kỳ. Ngày 28 tháng 10, Chính phủ ban hành Nghị định số 94 năm 2021 sửa đổi bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168 năm 2017 ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành. Theo đó, tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được giảm 80% đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 20 triệu đồng, mức cũ là 100 triệu đồng. Thống kê từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy, tính đến hết tháng 10, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 2.433.000 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 10,4% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Về huy động vốn, tính đến hết tháng 10, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước tính đạt 4.175.000 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 8,4% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, thì trong tháng 10, nhiều địa phương nới lỏng giãn cách giúp lưu thông vận chuyển hàng hóa thuận lợi, nhu cầu tích trữ hàng tiêu dùng của người dân giảm, làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 năm nay giảm 0,2% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2021 thì CPI tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước, tức là mức thấp nhất kể từ năm 2016. Trong mức giảm 0,2% của CPI thì tháng 10 năm 2021 so với tháng trước thì có 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm và 8 nhóm hàng có chỉ số giá tăng. Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định 1813 phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Đề án đặt mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2025 giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%, từ 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại các ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác, tăng số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt lên trên 450.000 điểm. Mới đây, thì Bộ Tài chính cho biết là Chính phủ đang xem xét
tổng thể gói kích cầu. Riêng Bộ Tài chính thì đang đề xuất một số chính sách tài khoá, một số gói kích cầu hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, có thể trích từ 10.000 đến 20.000 tỷ đồng cho một số ngành nghề nhất định, một số công trình trọng điểm. Nguồn lực để thực hiện có thể bằng nhiều cách như là phát hành công trái hoặc là trái phiếu bằng ngoại tệ ở trong nước. Ngoài ra thì có thể thực hiện bằng cách là tăng thu trong nền tảng số, cụ thể là tập trung thu thuế ở nền tảng số mà lâu nay chưa thu như là bán hàng online, thương mại điện tử xuyên biên giới. Ngày 28 tháng 10 thì Ngân hàng Nhà nước cho biết là tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 của 16 ngân hàng là khoảng 12.236 tỷ đồng, đạt 59,36% so với cam kết. Trước đó thì thực hiện nghị quyết số 63 của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước vào đầu tháng 7 thì thông qua Hiệp hội Ngân hàng, 16 ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay áp dụng từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 đến hết năm 2021 với tổng số tiền lãi cho khách hàng ước tính là 2.613 tỷ đồng. Sáng ngày hôm nay thì trong khi tỷ giá trung tâm quay đầu giảm sau hai phiên tăng điểm liên tiếp trước đó thì giá mua bán đồng bằng xanh tại một số ngân hàng cũng được điều chỉnh giảm nhẹ so với cuối phiên liền trước. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính hiện đang dự thảo thông tư về tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Trong đó thì quy định những tiêu chuẩn bắt buộc đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu và loại hình trái phiếu. Bản dự thảo đang lấy ý kiến của công chúng. Theo dự thảo thì trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ sẽ được đưa lên giao dịch tại hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thị trường mở rộng đà tăng sau phiên vượt đỉnh lịch sử để lập mức cao kỷ lục mới. Với 3 phiên tăng liên tiếp và với đà tăng diễn ra mạnh mẽ, đà tăng cũng được hỗ trợ bởi xu hướng tăng thanh khoản. Dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại nhóm cổ phiếu Blue Chip khi mà nhóm này vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử, trong khi nhóm Mid Cap và Small Cap ngày càng lập ở mức cao kỷ lục. Do vậy, thì công ty chứng khoán MB nhận định là các nhà đầu tư không nên dự đoán đỉnh mà nên tập trung vào các cổ phiếu Blue Chip trong phiên giao dịch chứng khoán được diễn ra vào ngày 29 tháng 10. Trong khi nhiều doanh nghiệp trượt dốc, thậm chí là thua lỗ như là xi măng, bán lẻ, hàng không, du lịch, thì lại có rất nhiều doanh nghiệp vẫn báo lãi lớn bất chấp dịch bệnh như là ngành ngân hàng, thép, hóa chất, phân bón, chứng khoán, công nghệ. Có thể thấy là bức tranh kết quả kinh doanh của quý 3 ngày càng thể hiện rõ sự phân hóa giữa các ngành dưới sự ảnh hưởng của đợt dịch thứ tư này. Tổng công ty Viglacera cho biết doanh thu thuần quý 3 vừa qua đạt 2.207 tỷ đồng, giảm khoảng 84 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận ròng, lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 200 tỷ, tăng gần 6%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần là 7.508 tỷ và lãi ròng 818 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 6% và 63% so với cùng kỳ. Đây cũng là kỳ 9 tháng có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử của Viglacera. Tập đoàn Hoa Sen mã HSG thông báo tháng 9 tiêu thụ 202.294 tấn sản lượng, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu 6.175 tỷ đồng, gấp đôi và lợi nhuận 318 tỷ, gấp 3,2 lần. Doanh thu quý 4 đạt 15.797 tỷ đồng, tăng 89% và lợi nhuận sau thuế là 940 tỷ đồng, gấp đôi quý 4, niên độ 2019-2020. Dù vậy, so với quý 3, lợi nhuận giảm 45% và so với quý 2 giảm 9%. Như vậy, năm tài chính 2020-2021, Hoa Sen đã tiêu thụ 2,25 triệu tấn, tăng 39% và vượt 25% kế hoạch năm. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021 với doanh thu thuần đạt 6.151 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Trong đó, đóng góp chính vẫn là doanh thu từ mù cao su đạt 4.376 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, GVR đạt 16.695 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.818 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty, lần lượt tăng 38% và 75% so với cùng kỳ năm trước. Trong báo cáo mới đây, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết là nhu cầu đối với vàng của người tiêu dùng Việt Nam đã đạt 3 tấn trong quý 3 năm 2021, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự thì 2 tấn vàng miếng và tiền xu, một loại sản phẩm vàng vật chất được các nhà đầu tư cá nhân mua vào, cũng giảm ở mức là 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguyên nhân chủ yếu là do việc giãn cách xã hội kéo dài nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, khiến cho nhu cầu mua bán trang sức vàng miếng và tiền xu bị ảnh hưởng đáng kể. Sau đây mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp về thị trường chứng khoán châu Á và ba kênh đầu tư lớn là tiền tệ, dầu và vàng. Trên thị trường chứng khoán châu Á, cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương biến động trái chiều khi các nhà đầu tư theo dõi cổ phiếu của nhà cung cấp Apple sau khi doanh thu của gã khổng lồ công nghệ này bị sụt giảm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,12%, trong khi chỉ số Topix dao động trên đường phẳng. KOSPI của Hàn Quốc đã tăng 0,57% và chứng khoán Úc rơi vào vùng tiêu cực khi S&P trên ASX 200 giảm 0,19%. Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la kém hấp dẫn hơn so với đồng euro và bảng Anh khi các nhà giao dịch tiền tệ quan tâm đến các động thái trên thị trường lãi suất và một báo cáo kinh tế dự kiến của Mỹ. Chỉ số đô la index mất gần 0,6% xuống 93,358 điểm. Trên thị trường năng lượng, giá dầu biến động trái chiều vào thứ Sáu nhưng đứng đầu với mức giảm hàng tuần trong ít nhất 8 tuần sau khi dự trữ dầu của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến và Iran thông tin rằng họ đang nối lại các cuộc đàm phán với các cường quốc phương Tây có thể dẫn đến việc chấm dứt các lệnh trừng phạt. Dầu thô kỳ hạn WTI của Hoa Kỳ giảm 4 cent xuống 82,77 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu Brent giao sau tăng 12 cent, tương đương 0,1% lên 84,44 đô la Mỹ một thùng. Cuối cùng, trên thị trường kim loại quý, giá vàng vào thứ Sáu đã được thiết lập để đánh dấu mức tăng thứ 3 liên tiếp trong tuần khi lợi suất trái phiếu của Mỹ giảm và sức hút của đồng đô la trầm lắng đã làm tăng sức hút trú ẩn an toàn của vàng thỏi. Vàng giao ngay ổn định ở mức 1.797,82 đô la Mỹ một ounce nhưng đã tăng 0,3% cho đến nay trong tuần này. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,2% xuống 1.799,40 đô la Mỹ một ounce. Giữa bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu gia tăng, đại diện WHO cho biết là cơ quan này đang nghiên cứu dịch tễ học đánh giá khả năng là miễn dịch của con người trước biến chủng AI.2 hay là biến thể Delta Plus của virus SARS-CoV-2. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang theo dõi và xem xét khả năng lây nhiễm của Delta Plus, chủng phụ của biến thể Delta, và đã xuất hiện ở 42 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sáng kiến khoa học toàn cầu GISAID cho biết khoảng 93% các ca nhiễm biến chủng Delta Plus xuất hiện ở Anh. Số ca này chiếm 5,9% các trường hợp nhiễm biến chủng Delta Anh ghi nhận từ ngày 3 tháng 10. Bên cạnh đó, công bố của WHO cho biết châu Âu là khu vực ghi nhận sự gia tăng của các ca tử vong do COVID-19 với tỷ lệ phần trăm chạm mốc hai chữ số. Các ca nhiễm COVID-19 cũng xuất hiện ở 53 quốc gia châu Âu, trong đó các nước ở vùng Trung Á ghi nhận số trường hợp dương tính tăng 18% trong tuần qua. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan tới đại dịch COVID-19 tại một số quốc gia. Ngày 28 tháng 10, Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Bắc Hà thuộc tỉnh Hắc Long Giang với khoảng 6 triệu dân sau khi ghi nhận một ca mắc COVID-19. Đây là thành phố thứ 3 ở Trung Quốc áp đặt lệnh phong tỏa. Chính quyền thành phố Hắc Hà cũng đã yêu cầu người dân ở nhà cũng như cấm người dân rời khỏi thành phố cực Bắc Trung Quốc này trừ trường hợp khẩn thiết. Thủ đô Moscow đã đóng cửa trường học, cửa hàng không thiết yếu và nhà hàng trong vòng 11 ngày nhằm chặn đà lây lan của dịch bệnh. Theo truyền thông Nga, các trường học và nhà trẻ cùng các dịch vụ không thiết yếu, trong đó có các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng và các khu thể thao cũng như là giải trí sẽ đóng cửa cho đến ngày 7 tháng 11 tới. Nga là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh trên thế giới với hơn 230.000 người tử vong. Ngày 28 tháng 10, Tổ chức Cố vấn Kỹ thuật về Miễn dịch của Australia đã đồng ý việc tiêm mũi tăng cường vaccine của hãng Pfizer đối với công dân Australia từ 18 tuổi trở lên và đã tiêm mũi thứ 2 từ 6 tháng trước. Australia cũng sẽ bắt đầu tiêm mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19 cho người trưởng thành từ ngày 8 tháng 11, trong bối cảnh nước này đang đối phó với làn sóng dịch bệnh thứ 3. Mới đây, Bộ Xây dựng đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng về việc là cấp kinh phí kèm cơ chế chính sách để đẩy mạnh phát triển nhà ở cho công nhân. Theo đó, thay vì gói tín dụng 30.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, được đề xuất cách đây hơn một tuần, thì Bộ Xây dựng đã kiến nghị đưa vào chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế sau dịch bệnh COVID-19 gói tín dụng 65.000 tỷ đồng để phát triển loại hình nhà ở này. Theo Bộ Xây dựng, ngược với xu hướng tăng giá bán của hầu hết các loại hình bất động sản do khó khăn trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch, giá cho thuê các loại sản phẩm bất động sản lại giảm. Cụ thể thì trong quý 3, giá mặt bằng thương mại cho thuê căn hộ nhà ở cho thuê giảm từ 2 đến 3%. Ngoài ra thì nhiều chủ cho thuê cũng thực hiện hỗ trợ giảm giá trực tiếp từ 10 đến 20% tùy theo từng điều kiện cụ thể.